Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hại, biên tập bình minh thời gian ngày hai mươi chín tháng tám năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Kông tập 565 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải trang 743 hàng thứ bảy đoạn văn này là hoàng niệm lão viết ra tổng kết cho phần sau của phần chánh tông xem xét lại một cách đơn giản về những gì đã nói ở phần trước khởi tín luận banh thị giải thích rằng chánh tông một là trước làm rõ thệ nguyện rộng lớn của pháp tạng để giúp cho hành giả sanh tâm có trách nhiệm phát khởi bi trí đầy đủ nguyện hạnh của bồ tát phổ hiền bành thị là cư sĩ bành tế thanh ông là người thời đại càng long nhà thanh phụ thân của ông là bên bộ thượng thư của hoàng đế càng long nếu dùng chức danh hiện tại để nói Đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phụ thân của ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoàng đế Càng Long Là con cháu của cán bộ cao cấp Người vô cùng thông minh Ngày xưa hành quán lễ là năm 20 tuổi Đúng ra là lúc 19 tuổi ông đã thi vào tiến sĩ đây là học vị cao nhất trong các cuộc thi quốc gia giống như học vị tiến sĩ hiện nay của chúng ta vậy điều này rất khó khăn còn trẻ như vậy đã lấy được học vị này thật không dễ ngày xưa học vị của quốc gia cao nhất là tiến sĩ kể đến là cử nhân dưới nữa là tú tài tú tài tương đương với cử nhân ngày nay cử nhân tương đương với thạc sĩ tiến sĩ tương đương với tiến sĩ trong xã hội ngày xưa ba học vị này được gọi là công danh bởi vì hoàn cảnh gia đình tốt cho nên sau khi thi tiến sĩ một đời không làm quan đối với văn hóa truyền thống vô cùng hưởng thụ có hưởng thụ dưới nho thích đạo thâm nhập kinh điển của tam giáo Đích thực là một người trong ngành rất giỏi. ông viết khởi tín luận cho kinh vô lượng thọ. vô lượng thọ kinh khởi tín luận là ông viết, viết rất hay. cho nên về sau, khi giảng giải kinh vô lượng thọ, rất nhiều người trích dẫn những lời ông đã nói. Đoạn này cũng là dùng lời của ông để tổng kết Giết tổng kết Kinh chia ra làm ba phần Phật Thích Ca Mâu Ni giảng một bộ kinh Trong đó có ba đoạn lớn Hiện nay chúng ta nói là ba đơn vị lớn Đơn vị thứ nhất là phần tựa Nói rõ duyên khởi Vì sao giảng bộ kinh này Thứ hai là phần chánh tông Phần chánh tông chính là Tông chỉ Nội dung chủ yếu của bộ kinh này Đều ở trong phần này Bộ phần này là chủ thể Phần lớn nhất Phần thứ ba là Phần lưu thông Sáng hôm nay chúng tôi Đã giảng xong phần chánh tông Tổng cộng mất hơn Một ngàn tiếng đồng hồ Phần tựa và phần chánh tông Chúng ta nhắc lại một chút Phần chánh tông Bởi vì khởi tín luận Ông ấy e nói vô lượng thọ kinh Khởi tín luận Là của cư sĩ Bành Tế Thanh Chú giải đối với kinh này Phần chánh tông Đầu tiên Ở đây ông ấy e nói tổng cộng có bốn gì Giảng về bốn điều Trước tiên nói Pháp Tạng Quảng Đại Thệ Nguyện Phật A-di-đà lúc chưa thành Phật Trong quá trình cầu học Ngài là thân phận quốc dương Thế nhiều dương Trước đây chúng ta đã đọc qua đoạn lịch sử này rồi Đương thời tại thế Có một vị Phật là Thế gian tự tại dương như lai Ngài thường thường Nghe Phật giảng Kim thuyết pháp Cuối cùng Ngài giác ngộ rồi Ngài bỏ ngay dương vị Xuất gia giới Phật Lúc xuất gia Pháp hiệu của Ngài là Pháp Tạng Gọi là tỳ Kheo Pháp Tạng đây chính là nhân địa của Phật A-di-đà Nhân địa sớm nhất của Ngài Sau khi xuất gia Ngài rất thông minh Đối với những lời giáo huấn của Phật Ngài nhanh chóng khí nhập Liền thể hội được Đương thời Ngài ở trước mặt Thầy mình Phát 48 đại nguyện 48 nguyện Mỗi nguyện Đều mong cầu giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Phạm vi lớn bao nhiêu Là Pháp giới hư không giới Ngày nay nói là toàn vũ trụ Trong toàn thể vũ trụ Chúng ta biết Thế giới chư Phật vô cùng rộng lớn Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni Bổ sư của chúng ta Khu vực giáo hóa của Ngài Hiện tại các nhà thiên văn học dùng hệ ngân hà làm đơn vị để tính phật pháp cũng như vậy cũng dùng hệ ngân hà làm đơn vị tính khu vực giáo hóa của ngài bao nhiêu một tỷ hệ ngân hà cho nên chúng ta không nên cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn rồi là giả không phải thật Phật Thích Ca Mâu Ni ngày quá thân Ở trong thế gian chúng ta dạo quá một thời gian rồi nhập Niết Bàn Thực tế trong một tỷ hệ ngân hà này Quý vị biết trong đó biết bao nhiêu là tinh cầu Nơi nào hữu duyên ngày liền Quá thân đến đó cho nên phật có vô lượng vô biên thân không phải một thân bảo thân của phật là một ứng thân của phật vô lượng vô biên đến nơi của chúng ta thị hiện thành phật là ứng thân cho nên nói thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng cần dùng thân gì để độ ngay liền hiện thân đó Giống như trong phẩm phổ môn Có 32 ứng thân vậy Hoàn toàn ứng sự mong cầu của chúng sanh Bản thân Ngài không có ý gì Điểm này đặc biệt phải chú ý Phật Thích Ca Mâu Ni Ba ngàn năm trước tại thế giới này Giảng Kim dạy học 49 năm thể hiện cho chúng ta bá tướng thành đạo, từ trời đầu xuất, dán xuống, dáng xuống, Sanh vào trong cung vua, thân phận là dương tử, 19 tuổi xả bỏ dương dị, xả bỏ quyền kế thừa dương dị, rời bỏ gia đình ra đi cầu học, ngài đã biểu cho Đại đa số thế gian chúng ta Cho rằng là phần tử tri thức Phần tử tri thức hiếu học quản học đa văn Ngài thị hiện cho chúng ta điều này 19 tuổi rời bỏ gia đình Đây là biểu diễn Làm cho chúng ta xem Buông bỏ phiền não Nhà là phiền não Một mình rời bỏ gia đình đi cầu học Thời đó Ấn Độ là đất nước của tôn giáo Là nơi tôn giáo phát đạt nhất trên toàn thế giới Học thuộc phát đạt nhất Thuộc này chú trọng về triết học Ngày học 12 năm Năm 19 tuổi đến năm 30 tuổi Học 12 năm Tất cả những tôn giáo Ngài đều học qua Tất cả những triết học của Ấn Độ Ngài đều học qua Ấn Độ đích thực là khác với những vùng khác Họ vô cùng coi trọng thiền định Tôn giáo coi trọng thiền định Học thuộc cũng coi trọng thiền định Cho nên đó là trí tuệ chân thật Đó không phải là tri thức Trong kinh điển của chúng ta thường nói tứ thiền bát định Đây không phải là của Phật giáo Nhưng Phật lấy nó để làm cơ sở Môn học bắt buộc Những thứ này là của cổ Bà La Môn Giáo Lịch sử của Bà La Môn Giáo Ít nhất có 13.000 năm Tôi tiếp xúc với họ rất nhiều trước lúc có chữ viết họ đã có tôn giáo này định công của họ tứ thiện bác định có thể làm cho thế giới chúng ta trong phạm vi lục đạo luân hồi phạm vi lục đạo họ nhìn thấy rất rõ ràng họ chưa ra khỏi lục đạo Lục đạo là một cục hạng Họ chưa ra được Cho nên trên Đối với 28 tầng trời sáu tầng trời dục giới tám tầng trời sắc giới bốn tầng trời vô sắc giới họ đều rất rõ ràng nhìn thấy thâu đau phía dưới họ có thể nhìn tới địa ngục vô giá sự việc trong phạm vi này hiện nay nói cảnh giới ở trong thiện từng không gian đều không còn nữa cho nên đây không phải là suy đoán không phải là lý tưởng đích thân nhìn thấy rồi đây chắc chắn không phải là giả vì sao vậy tu loại thiền định này không phải là một người trong tôn giáo mọi người đều tu trong triết học cũng tu Giống như học phái số luận Học phái vô già dạ, họ đều tu Đương nhiên Phật Thích Ca Ni cũng không ngoại lệ Từ trong thiền định này Phải hiểu được tình hình chân thật của thế giới Nhân quả ba đời trên thực tế thuyết minh cho quý vị Có người không chết Nếu như con người chết rồi Họ làm sao đi luân hồi được Vì thì luân hồi không còn nữa Có người không chết Chết là gì là thân thể Phật nói thân thể không phải là ta Ta là gì Người ta thường nói là linh hồn là ta Linh hồn đi đầu thai Quý vị đọc qua Tây Tạng Sanh Tử Thi Quý vị liền hiểu được 49 ngày liền đi đầu thai Trong 49 ngày này là thèn chỗ Thường thường nhắc nhở họ chớ đầu thai sai chỗ Không có ai nhắc nhở Rất dễ dàng đến cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ Đi đến đó thôi Phải nói cảnh giới đó cho rõ ràng Nhắc nhở họ cảnh giới đó hiện tiền Nhất định không được để ý đến nó không bị nó ảnh hưởng Ít nhất cũng phải đến cõi nhân gian Hướng dẫn họ đến cõi trời Hướng dẫn họ đến cõi Phật Vậy là tốt nhất Cần họ hợp tác mới được Họ không hợp tác thì rất khó làm Cho nên linh hồn Trên thực tế hồn hoàn toàn không linh Linh Sao lại làm những sự việc này chứ Hồn đều là mê hoặc điên đảo Mê hồn là thợ Nếu như linh hồn giác ngộ rồi Thì không gọi nó là linh hồn Mà gọi là linh tánh Linh tánh mới là bản thân chân thật Linh hồn là mê hoặc bản thân điên đảo Điều này phải cẩn thận Vậy Phật chứ chúng ta những gì Phật giúp chúng ta phá mê khai ngộ Giúp chúng ta giác ngộ Giác ngộ thì Điều gì cũng làm rõ rồi Điều gì cũng rõ ràng rồi Tập khí phiền não hoàn toàn không còn nữa Chẳng những siêu diệt lục đạo Mà còn siêu diệt thập Phật dự Cũng chính là có thể siêu diệt khu vực Giáo quả của Phật Thích Ca Mâu Ni Cũng chính là một tỷ hệ ngân hàng toàn thể vũ trụ đều là không gian quý vị hoạt động quý vị nghĩ xem mình tự tại biết bao nếu như chỉ có tứ thiền bác định thì không gian hoạt động của quý vị cũng không nhỏ tức là toàn thể lục đạo luân hồi là không gian hoạt động của quý vị quý vị có không gian hoạt động lớn như vậy có thần túc thân không cần phương tiện giao thông muốn đi đến đâu ý niệm vừa khởi người liền đến nơi có năng lực lớn đến như vậy Hơn nữa những năng lực này Đều là bản năng Tự tánh của mỗi người đều có Cho nên Phật Pháp bình đẳng Trong Đại Kinh Phật thường nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Câu này là chân thật Lão Tổ Tông chúng ta nói với chúng ta Nhân tánh bổn thiện Bốn thiện này Thiện không phải là thiện trong thiện ác Thiện này có ý nghĩa là tán thán Tức là nó viên mạng quá Tốt đẹp quá Không thiếu thốn một thứ gì Thiện có lẽ nên giải thích như vậy Sự giải thích này Hoàn toàn vọng dời Cách nói của Phật Phật là bậc tối thượng Trí tuệ viên mạng Đạo đức viên mạng Tài nghệ viên mạng phước bảo viên mạng không có thứ gì không viên mạng đó gọi là thiện trong đại học nói minh đức thân dân chỉ ư chí thiện chính là ý nghĩa này vậy học phật mục đích ở đâu mục đích chính là thành phật vì sao thành phật quý vị vốn là phật quý vị trở về với bản thân nên trong thiền tông nói Bản lai diện một trước khi cha mẹ chưa sanh Quý vị tìm được nó rồi Đó gọi là thành Phật Vô lượng trí tuệ Vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Quý vị mới có thể giúp đỡ Khắp lục đạo chúng sanh Trong Pháp giới hư không giới Tất cả quốc độ chư Phật không phải chỉ một thế giới này Phật Thích Ca Mâu Ni Phạm vi lục đạo này vô cùng lớn Không phải chỉ là một địa cầu Chúng ta nghe nói có người ngoài hành tinh Chỉ cần người sống ở trên tinh cầu Bên ngoài đều thuộc trong lục đạo Cõi người trong lục đạo Nếu như họ là thiên thần Cõi thần Họ không cần phương tiện giao thông có người mới cần đến phương tiện giao thông Thần không cần đến Quỷ cũng không cần đến Quỷ có thần thân Nhưng phạm vi hoạt động của họ không lớn Cõi trời mới lớn Trời dục giới rất lớn Trời sắc giới càng lớn hơn trời dục giới Hoạt động trong cõi trời vô sắc giới Dường như là toàn bộ khu vực giáo hóa Của Phật Thích Ca Mâu Ni Tức là một tỷ hệ ngân hàng Vô sắc giới Ngay thân thể cũng không cần nữa Rất giống với quan niệm của Lão Tử Lão Tử chưa đạt đến cảnh giới này Nhưng ông muốn hưởng điện Quý vị xem Trong Đạo Đức Kinh ông nói Cô hữu đại hoạn Vị ngô hữu thân Ông nói ta có nỗi lo lắng lớn là gì gì Vì ta có thân thể Nếu không có thân thể tốt biết bao Tư tưởng này chính là tư tưởng của cõi trời vô sắc Lúc đó Phật giáo còn chưa truyền đến Trung Quốc Lão tử, khổng tử, mạnh tử Gần như đều vào 2.500 năm trước Cho nên những thánh triết này Tư tưởng của họ đều vô cùng gần gũi Đức Phật Tham học 12 năm Chúng ta có thể tưởng tượng được Lục đạo hiểu rõ rồi Lục đạo từ đâu mà có Vì sao mà có lục đạo Ngoài lục đạo ra còn có thế giới không? Chúng ta tin tưởng Phật Thích Ca Mâu Ni chắc chắn có những vấn đề này Những vấn đề này không ai có thể giải đáp Bà La Môn Giao giải đáp không được Rất nhiều học phái Ấn Độ Như Phế Đa, Du Già đều không giải đáp được Đều coi Tứ không thiên là bát niết bàn Đây là những cảnh giới cuối cùng Ngoài ra không còn nữa Đó là một sai lầm Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni Buông bỏ cầu học Ngày học 12 năm Đã buông bỏ rồi đến dưới cây tất bát la đến dưới cây tất bát la ở bên sông hằng để nhập định khai ngộ ở đây tức là nói vào thiền định sâu hơn vậy là rõ ràng rồi nói là đại triệt đại ngộ minh tâm kiên tanh hiểu rõ được chân tướng của toàn thể vũ trụ hiểu thấu đáo rồi sau khi hiểu rõ rồi ngài nói ra tất cả tình trạng chân thật mà ngài đã nhìn thấy không phải nói ở nhân gian này ngài nói ở trong định chúng ta thấy ngài tại góc bồ đề Ngồi thiền Nhập định trong kinh nói nhị thất nhật trung tức là 14 ngày Đây có lẽ không có vấn đề gì Lão Hòa Thượng Hư Dân năm xưa tại thị Có lúc nhập định hơn một tháng là điều bình thường Ngày không ăn không uống ngồi như vậy hơn một tháng sau khi xuất định cảm thấy toàn thân rất nhẹ nhàng hơn nữa cảm thấy thời gian rất ngắn ngủi dường như một sát na vậy chứng tỏ trong định thời gian không gian đều bị đột phá rồi ở trong định có thể nhìn thấy quá khứ có thể nhìn thấy vị lai cho nên hiện tại chúng ta thường nghe nói dự đoán trước đây tôi cũng có hỏi thầy giáo dự đoán có đáng tin hay không thầy giáo nói với tôi ở trong thiền định nhìn thấy thì đáng tin cậy nếu như không phải là trong thiền định thấy thì thật khó nói vì sao vậy không phải thiền định thì hơn một nửa là từ trong toán học mà suy diễn ra nếu như chính xác không có sai biệt cũng tương đối đáng tin. nếu như là tin tức của người ngồi đồng chuyển tải đó là thật hay giả dạ, chúng ta không thể xác định được chỉ tham khảo mà thôi không thể hoàn toàn tin cậy họ được. Cho nên phải biết căn nguyên của nó Từ đâu mà đến Thiên định là đáng tin cậy nhất Phật ở trong định Giảng một bộ kinh là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kim Là ngày tận mắt nhìn thấy Toàn thể tình hình vũ trụ Nguyên khởi của vũ trụ đến như thế nào Dạng vật đến như thế nào sinh mệnh đến như thế nào Ta đến như thế nào Những diễn biến trong vũ trụ Cuối cùng đi về đâu Đều dạng rất rõ ràng, minh bạch Bộ kinh này Chúng tôi ngày xưa đã giảng qua hai lần Hai lần đều không giảng xong Lần thứ nhất rất lâu rồi 30 năm trước Tôi giảng được một nửa chưa giảng xong Lần thứ hai là Năm 1999 Bắt đầu giảng Giảng đến năm ngoái Dùng hơn 4.000 tiếng đồng hồ để giảng Giảng rất tương tận Tổng cộng giảng bao lâu? Giảng được một phần năm Cho nên tôi ước tính bộ cái này giảng xong Phải 20.000 tiếng đồng hồ Nội dung của nó Và bộ kinh chúng ta đang giảng giống nhau Bộ kinh đó giảng tương tận hơn bộ này Bộ kinh này có thể nói là Đại cương Cương yếu của kinh Hoa Nghiêm Nội dung thật sự giống nhau Không đơn giản Không dễ dàng gì Ở Trung Quốc Đời nhà đường Lục tổ Huệ Năng Đại Sư Ngài cũng đã khai ngộ rồi Minh tâm kiện tành Ngài nói ra hai mươi chữ Hai mươi chữ đó triển khai ra Chính là bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cô động lại Thật là nói chỉ hai mươi chữ Cho nên quý vị muốn hiểu được Kinh Hoa Nghiêm rốt cuộc giảng những gì Quý vị có thể đem 20 chữ của Huệ Năng Đại Sư Ngẫm nghĩ Ngẫm nghĩ thử xem Có lẽ cũng sẽ hiểu ra được một vài điều Minh tâm chuyện tánh Tánh là gì? Huệ Năng Đại Sư câu đầu tiên nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh đây đã nói rõ tự tánh là chân tâm chân tâm của chúng ta vốn là thanh tịnh mấy trần không nhiễm hiện nay có bị nhiễm hay không không có diễn diễn sẽ không bị ô nhiễm hiện nay chúng ta quên mất chân tâm rồi chúng ta dùng là giả tâm vọng tâm quý vị dùng chân tâm chính là phật chính là bồ tát A-la-hán vẫn dùng là vọng tâm Pháp thân Bồ-Tát dùng là chân tâm Dùng chân tâm cảnh giới và quý vị không giống nhau Cảnh giới này là giả không phải thật Ngay các nhà lượng tử học hiện đại cũng phát hiện được rồi Các nhà lượng tử vật lý học trong 30 năm lại đây đã có những thành tựu rất khả quan. Tôi đọc được những luận gian của họ dường như giống với những điều trong Kinh Phật nói. Rất quý hóa. Cho nên tôi ước tính 20 năm nữa, nhiều nhất là 30 năm, Phật giáo sẽ được khoa học chấp nhận. Thừa nhận Phật giáo là khoa học cao cấp Lúc tôi học Phật là học triết học Tôi từ triết học mà nhập môn Thầy giáo của tôi Giáo sư Phương Đông Mỹ nói với tôi Triết học kinh Phật Là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới 60 năm nay tôi đã nhìn thấy rồi không những là đỉnh cao của triết học mà còn là đỉnh cao của khoa học những vấn đề khoa học không thể giải quyết trong Phật pháp đều có không có gì không thể giải quyết đáng tiếc là gì đáng tiếc là hiện tại người ta không tin tưởng tai nạn của nước Mỹ có thể quá giải hay không có thể chỉ cần họ tin tưởng thì có thể họ không tin tưởng thì không thể Lời này ai nói Bản thân người Mỹ nói đấy à, Bladen nói như vậy Năm ngoái Họ tại Sydney mở một hội nghị Có mấy nhà khoa học trên quốc tế Hội nghị hai ngày Báo cáo ngày thứ nhất là Bạn báo cáo Những vấn đề Nghiên cứu gần đây phát hiện ra Chúng tôi đọc được rất hoàn hỷ Rất gần với Phật giáo Vấn đề ngày thứ hai thảo luận Chính là vấn đề tiên tri của Maya Vào sang năm năm 2012 Họ thảo luận vô cùng nghiêm túc Đối với cách nhìn này Những nhà khoa học tham dự này Dường như là một nửa một nửa một nửa số người cho rằng rất có thể Một nửa khác lại cho rằng chưa chắc Ngân Hà Thẳng Hàng 25.800 năm mới có một lần Nó có tính chu kỳ Mặt trời quay quanh Ngân Hà một vòng. 25.800 năm Mới có một lần Đương nhiên mỗi lần căn cứ theo trước đây Tức là một lần vào hơn 20.000 năm trước Trên trái đất có rất nhiều sinh vật bị diệt vong Hiện tượng lần này nhiều nhất cũng giống như lần trước nhưng chúng ta những người học phật quan sát chúng ta đồng ý như lời ông bladen người mỹ ông nói đối chiếu với vấn đề này chỉ có người trên toàn thế giới tức là cư dân trên địa cầu này tỉnh ngộ lại Ông nêu ra ba câu nói Thứ nhất là Phải bỏ ác làm thiện Thứ hai là Phải cải tà quy chánh Thứ ba đoan chánh tâm niệm Không những tai nạn có thể quá giải Hơn nữa sẽ hướng trái đất Đến bước đường tốt đẹp hơn Cách nói này hoàn toàn tương đồng với những lời trong kinh Phật dạy. Trong kinh Phật có những y cứ luận lý rất hay Ngày nay khoa học chú trọng vào vật chất Cho nên trong vật lý học Trí học ở trong kinh Phật Không những nói vật chất Nó nói về tinh thần Còn nói về tự nhiên ba loại hiện tượng hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tượng tự nhiên hiện tượng vật chất rốt cuộc là gì các nhà khoa học nước đức trong báo cáo nghiên cứu của họ nói rất rõ ràng phổ lãng khác người đức là thầy giáo của Einstein Suốt đời ông nghiên cứu vật chất Rốt cuộc là gì? Ông đã khai mở được Kết quả ông nghiên cứu là Trên thế giới căn bản Không có thứ gì gọi là vật chất này Vật chất là gì? Vật chất là khuyển tướng Do ý niệm tích lũy mà sản sanh Vậy ý niệm từ đâu mà có? ông nói ý niệm từ không sanh con điều này không sai nói không hoàn chỉnh mơ hồ chung chung tức là chưa nói rõ ràng không phải là sai có thể nói là miễn cưỡng đạt yêu cầu điểm số không cao Cũng không dễ dàng cơ sở của vật chất là tinh thần nhà khoa học gọi là tinh tức hiện tượng tự nhiên gọi là năng lượng danh xưng khác nhau nhưng ý nghĩa thì giống với phật pháp nói phật pháp đối với năng lượng và tin tức nó là thứ gì cũng nói rất rõ ràng vì vật chất mà nói thì hoàn toàn Tương đồng với phụ lãng khác đã nói vật chất thật sự không tồn tại Nó rất không ổn định Thiên biển dạng hoa Ngay hiện thủ quốc sư trong Hoàng Nguyên Quang Cũng nói rất rõ ràng Nói về khởi nguyên của tất cả các Pháp Có một Thật sự có một bản thể Bản thể này Chính là tự tánh Trong triết học nói là Bản thể Toàn thể vũ trụ là từ nó mà phát sanh Thứ này là diễn hằng Không sanh không diệt nó không có hiện tượng nó không phải là hiện tượng vật chất nó cũng không phải là hiện tượng tinh thần cũng không phải là hiện tượng tự nhiên cho nên quý vị tìm không ra nó nó ở đâu khắp pháp giới hư không giới đều có không ở đâu không có không lúc nào không có không có nó ba loại hiện tượng đều không có ba loại hiện tượng đều là nó biến hiện ra bản thân nó không phải là ba loại hiện tượng này cho nên khoa học, triết học có thể tìm ra nó hay không? Tìm không ra Vì sao vậy? Khoa học chưa Tức tách rời tư, tư duy Tư duy là ý thức thứ sáu Điều Ý thức thứ sáu dĩ nhiên không duyên đến tự tánh Ba loại hiện tượng này nó có thể duyên đến được Nó lại không duyên đến với tự tánh được Vậy tự tánh phải làm sao Ai biết được Trong kinh điển Đại Thừa Phật nói rồi Chỉ chứng mới biết Dùng gì để chứng Thiền định Không phải là thiền định bình thường Thiền định của Bồ Tát còn chưa được Bồ Tát đẳng cấp đều tu thiền định Từ sơ tính Định đẳng giá 51 thứ bậc Quý vị liền hiểu được Tiền định của 51 cấp bậc A-la-hán là cấp bậc thứ mấy? Cấp thứ bảy Cấp thứ bảy Tức giải quyết được luân hồi rồi Cấp thứ 10 Thì giải quyết được 10 pháp giới rồi Phía trên càng cao hơn nữa cao nhất là cấp bậc thứ năm mười một, cấp bậc thứ năm mười một lên cao hơn nữa, là thành phật, tức trở về với tự tánh. quý vị mới thật sự kiến tạo, thật sự hiểu được. vậy là chúng ta biết được Phật thích Ca Mâu Ni dưới cội bồ đề nhập định là định gì? tự tánh bổn định. Huệ năng đại sư nói ra rồi. Vì sao vậy Ngài cũng đến cảnh giới này Huệ à, năng đại sư nói bốn câu Câu thứ nhất Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Không ngờ rằng tự tánh là thanh tịnh Câu thứ hai Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt Nó không sanh không diệt Thứ ba là Đâu ngờ tự tánh Vốn tự đầy đủ ở trong nó không có thứ gì Nhưng thứ gì nó cũng có Nó có thể biến hiện ra Tự tánh đích thực không có Cho nên Phật giáo Đại Thừa Nêu ra hai cảnh giới ẩn hiện này Trong tự tánh là ẩn Tức là quý vị không nhìn thấy Nhưng Nó gặp được duyên Nó có thể hiện ra Hiện ra rồi thì quý vị đều nhìn thấy cầu thứ tư, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đó là tự tánh vốn định, nhất định phải tương ưng với định này, quý vị mới có thể kiên tánh. quý vị không tương ưng với tự tánh vốn định, quý vị sẽ không thấy được. đây chính là điều mà khoa học và triết học bắt buộc phải buông bỏ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, họ mới thấy được. Nhà khoa học, nhà triết học Họ đều là chúng sanh Họ cũng vốn là Phật Họ chỉ cách xa một tí thôi Chỉ cần chịu buông bỏ liền nhìn thấy được Nếu không chịu buông bỏ Những nghiên cứu hiện nay có lẽ là Cột hạng Đến đỉnh rồi Quý vị xem hồng quang vũ trụ Luận gian của họ nói đây đều là Thật vĩ đại Hiện tại có thể thăm dò đến Dùng thiết bị khoa học Có thể quan sát đến 10% của toàn thể vũ trụ Vẫn còn 90% chưa nhìn thấy Chúng ta đọc được những báo cáo này Chúng ta gật đầu rất quan hỉ. Vậy 90% đi đâu rồi Chúng ta biết họ không biết trở về với tự tánh rồi trở về tự tánh hiện tượng này liền không còn nữa vậy nhà khoa học nếu như họ học kinh điển đại thừa họ còn thông minh hơn chúng ta lợi hại hơn chúng ta Kinh Phật có tính gợi mở Đối với họ rất lớn rất lớn Rất đáng tiếc Khoa học cho rằng những thứ này là tôn giáo Nhưng Einstein nói rất hay Trong tôn giáo Tôn giáo gần với khoa học nhất là Phật giáo nếu coi kim Phật là Một bộ môn khoa học đầy nghiên cứu Sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của họ Vấn đề cuối cùng Đâu ngờ tự tánh năng sanh giả Pháp Bản thân nó cái gì cũng không có Nó có thể biến thành cả một vũ trụ Có thể biến thành thị giới hoa tạng Giống như Kinh Hoa Nghiêm nói vậy thế giới đó rất lớn ngày nay chúng ta các nhà thiên văn học còn chưa thăm dò đến được một thế giới hoa tạng là rất vĩ đại rồi Quý vị xem thế giới Tây Phương cực lạc và thế giới ta bà của chúng ta Ở trong thế giới hoa tạng Thế giới hoa tạng tổng cộng có 20 tầng Giống như tòa nhà lớn vậy, 20 tầng Thế giới cực lạc và thế giới ta bà đều trong một tầng Ở tầng thứ 13 Cự ly của thế giới cực lạc và thế giới của chúng ta trong đó Có 10 dạng ức quốc độ Phật Cũng chính là nói Mười dạng ức lần tam thiên đại thiên thế giới Quý vị nghĩ qua tạng lớn bao nhiêu? Trong khi nói với chúng ta Giống như thế giới qua tạng vậy Ở trong trạng thái không thể kệ xiết Lời này hiện nay chúng ta hoàn toàn tin tưởng Vì sao vậy? Trong tánh đức không có nhiều ít Không có lớn nhỏ những khái niệm tương đối này đều không tồn tại Phật nói câu gọi là không thể nghĩ bạn Quý vị không thể tưởng tượng được Quý vị cũng không thể thảo luận về nó Quý vị không nói ra được Nhưng quý vị thật sự có thể chứng đắc Đây là một môn đại học vấn Thú vị vô cùng Làm cho hiểu rõ bản lai diện mục của mình từ đâu mà đến Chúng ta là từ trong tự tanh biến hiện ra Mục tiêu cuối cùng là thành Phật trở về tự tanh đó là một sự tuần hoàng vô cùng lớn Chúng ta xem mặt trời quay quanh hệ ngân hà Dòng tuần hoàng này nhỏ quá Một dòng chỉ 25.800 năm Dòng này nhỏ quá Quý vị cái gì cũng biết được Cái gì cũng rõ ràng rồi tỳ kheo phát tạng phát nguyện lớn như vậy muốn giúp đỡ những chúng sanh mê hoặc điên đảo này giúp họ giác ngộ mục đích phật pháp dạy họ là ở đây đây là điều chúng ta nhất định phải biết nó chia ra hai giai đoạn Giai đoạn thứ nhất Giúp đỡ quý vị Phá mê khởi tín Chữ tính này không dễ dàng Rất khó, rất khó Chúng tôi lúc còn trẻ đều cho rằng Phật giáo là tôn giáo Tôn giáo là mê tín. Cho nên căn bản Là không có ý niệm để tiếp xúc với nó Tôi nếu như không học triết học Diễn diễn sẽ không đi vào trong Phật môn Trước này cũng không có ai nói với tôi Phật giáo là triết học Không ai nói cả Dân quốc sơ niên Âu Dương Cánh Vô từng nói rằng Ông nói phật pháp phi tôn giáo phi triết học mà là thứ ngày nay cần đến nó ông đã diễn giảng một lần như vậy lời này nói cũng rất quá lý đây là lời người chuyên ngành nói nhưng người thật sự đi nghiên cứu nó không nhiều thầy giáo tôi đưa bài giảng này cho tôi nghe nói với tôi rằng học phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người lời nói này rất cảm động tôi liền nghiêm túc đi trên con đường này Người thầy thứ hai của tôi là Đại sư Trương Gia Ngài chọn cho tôi ngành nghề này Muốn tôi xuất gia Muốn tôi học Phật Thích Ca Mâu Ni Cho nên tôi đã bước vào con đường này Đã bước vào đã 60 năm rồi Tôi cảm ơn Thầy Giáo lời nói của thầy giáo đã ứng nghiệm trên thân tôi rồi hưởng thụ cao nhất của đời người cảm ơn thầy giáo nếu không phải thầy giáo thì đời này tôi sống cực khổ biết bao sống phiền não biết bao oan uổng biết bao thầy giáo chỉ ra con đường này Đại sư chương gia thành tựu cho tôi Theo đuổi sự nghiệp này Sự nghiệp của Phật Thích Ca Mâu Ni Đó là gì? Là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên Nó không phải là tôn giáo Điều này nhất định phải làm cho rõ ràng Phật Thích Ca Mâu Ni là thân phận gì? Dùng lời hiện đại mà nói là nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên thân phận của ngài là người công tác nghĩa vụ cho giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên ngài dạy học không thu phí gian hóa đa nguyên ngài không phân biệt quốc tịch không phân biệt chủng tộc không phân biệt tín ngưỡng Bất luận tín ngưỡng tôn giáo nào học tập với Ngài Tuyệt đối không thay đổi tôn giáo Đó tức là nói Tín ngưỡng tôn giáo Và học tập với Ngài Là hai việc khác nhau Không có xung đột Giống như, như quý vị là tín đồ tôn giáo Quý vị học ở trong trường đại học Học tập Lên lớp đều không trở ngại Phật dạy quý vị điều gì? Dạy quý vị tam học giới định tuệ Giới là giữ quy củ là luân lý đạo đức Đây là cơ sở để làm người Định Định là đầu mối then chốt Quý vị có thể khai ngộ hay không Trước hết phải định Thời gian định lâu rồi liền quát nhiên đại ngộ ngộ những gì vừa ngộ thì đối với toàn thể vũ trụ, đối với bản thân hoàn toàn hiểu rõ, phải đạt được mục đích này. cho nên đây là một môn đại học dẫn là một môn thực sự tìm lại được bản lai diện mục của chính mình. nó không phải làm gì khác phật giáo thừa nhận tất cả các tôn giáo đều thừa nhận phật giáo không phản đối những tôn giáo khác chúng ta gặp bất cứ tôn giáo nào chúng ta cũng đi tham bái kinh điển của họ chúng ta cũng thường thường đọc tụng hiểu thêm nhiều Chúng ta mới có thể đem sự việc nói cho rõ ràng Nói cho thấu đáo Cho nên Phật Pháp hoàn toàn cởi mở Nỗi hàm của nó Không những một trường đại học không thể sánh bằng Một trăm trường đại học cũng không thể xoánh Phân khoa của nó quá nhiều không thiếu thứ gì cả hơn nữa sau khi quý vị làm rõ rồi quý vị mới hiểu được tất cả nó đều thông hết thật sự giống như một hệ thống mạng vậy toàn thể vũ trụ là một mạng lưới là một thể đúng thật là kéo một sợi tóc động toàn thân cho nên bất cứ ý niệm nào khởi lên khắp cả pháp giới không ai không biết ai không biết người sơ xuất vô ý không biết người phiền não nặng không biết phiền não nhẹ trí tuệ sanh họ liền tiếp thu được tin tức trong toàn thể vũ trụ mà bản thân mình cũng đang phát ra tin tức với tâm động niệm là đàn phát tình tức Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói thấu triệt rồi Khoảng Hai ba mươi năm lại đây Có một số nhà khoa học đã thay đổi ý niệm rồi Nghiên cứu ý niệm Họ phát hiện sức mạnh của ý niệm rất lớn Họ dùng trong cầu nguyện Đặc biệt là tôn giáo Những tiểu tai tiểu nạn này rất hiệu quả Rất hữu hiệu Đại tai đại nạn là cộng nghiệp đó là giống như tiên sinh Pladen từng nói Rất cần tập thể Có người cư trú trên trái đất Có thể được một phần ba số người đó Giác ngộ, thấu đáo rồi Đoạn ác tu thiện Cái tà quy chăng Thì công nghiệp này có thể quá dài Chứng minh trong kinh Phật đã nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh nhà khoa học nếu đi theo con đường này thì vấn đề sẽ được giải quyết vì sao vậy ý niệm có thể thay đổi vật chất trái đất là vật chất dùng vật chất thay đổi vật chất thì khó quá còn có tác dụng phụ dùng ý niệm thay đổi nó thì không có chút nào hiểu được đạo lý này rồi đầu tiên phải dùng trên bản thân mình bản thân mình không có ác niệm không có tà niệm không có tạp niệm thân tâm mạnh khỏe bên gì cũng không còn nữa nếu như ý niệm tôi có vấn đề ý niệm không chơn chánh thì sẽ cảm ứng rất nhiều bệnh tật Mỗi ý niệm nào đó tương ứng với mỗi bộ phận của cơ thể Tim gan tỳ dị mỗi một bộ phận Mỗi ý niệm ứng với một nơi nào đó mà phát sinh bệnh Cho nên lúc ý niệm đoan chánh thì sẽ không có bệnh không những đối với thân thể chính mình có bệnh tật phát sanh Đối với nơi chúng ta cư trú cũng không có thiên tai Quý vị xem tâm tham Hiện tại ai không tham Tham cảm ứng đến thủy tai Nước biển dâng cao Lũ lụt tràn lan Do tâm tham chiêu cảm Sân nhụy Là quả tai Nhiệt độ trên trái đất tăng cao Nguyên nhân là gì Nhà khoa học tìm không ra nguyên nhân Do các nghiệp sở cảm Ngô si là phong tài Địa chấn là ngạo mạng Cuồng ngạo tự đại Ngạo mạng cảm ứng là động đức Ngô si càng đáng sợ Hoài nghi cảm ứng đến là gì Đất liền sẽ bị sụt lung xuống Núi cao sẽ bị sụt lở Tức là địa chất bị lỏng ra Địa chất vốn là kiên cố Tính tâm kiên cố nó liền kiên cố Tính tâm không còn nữa thì nó lỏng lẻo Điều này rất đáng sợ Hoài nghi đối với bản thân Hoài nghi đối với cổ thánh tiên hiền Cổ thánh tiên hiền người ta đã minh tâm chuyển tánh Người ta thật sự đã hiểu rõ ràng Đã hiểu thấu triệt rồi Khoa học vẫn đang tìm tòi quý vị tìm tòi cho đến bao giờ quý vị mới có thể đạt đến cảnh giới họ cho nên sửa đổi tất cả những quan niệm sai trái thì tai nạn gì cũng không còn nữa những đạo lý này hiện tại những nhà khoa học họ đều biết được họ cũng đều đang kêu gọi hy vọng mọi người coi trọng ý niệm Bất luận quý vị hữu ý hay vô ý Mỗi ý niệm đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn Cũng giống như trong Hoàng Nguyên Quán Đã nói là xuất sanh vô tận Ý niệm biến khắp cả Pháp giới Còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng Ý niệm vừa khởi lên Đều khắp cả toàn thể vũ trụ rồi Mặt trời đến trái đất Còn phải mất 8 phút Chẳng qua Năng lượng của ý niệm rất lớn Chúng ta rất quan nghênh Những phát hiện của những nhà khoa học cận đại Đây là diệt tố Cho nên Tỳ kheo pháp tạng Ngài biết được Ngài hiểu được mà phát tâm rộng lớn như vậy à, Muốn đến giúp đỡ những chúng sanh Còn đang mê hoặc Phát đại thể nguyện này Nói rõ nguyện của Pháp Tạng từ đâu mà có Đều là vì chúng sanh khổ nạn Vì khiến cho hành giả có tâm trách nhiệm Phải gánh giá trách nhiệm lên Giúp đỡ chúng sanh Lìa khổ được vui Phá khởi bi trí Bi là từ bi Trí là trí tuệ Có từ bi mà không có trí tuệ Thì không thể giải quyết vấn đề Có trí tuệ không có từ bi Thì không chịu giải quyết vấn đề cho nên bồ tát bi trí đều dùng đầy đủ nguyện của phổ hiền mười đại nguyện dương của bồ tát phổ hiền hướng về cực lạc đây là điều mà mỗi vị bồ tát đều phải học tập thứ nhất là phải học tập lễ kính lễ kính của bồ tát phổ hiền là bình đẳng vì tất cả chúng sanh vốn là phật cho nên đối với bất cứ người nào cũng không thể khinh mạng khinh mạng tức là quý vị khinh mạng đối với phật không những đối với phật đối với tất cả chúng sanh giống như súc sanh côn trùng mũi kiến có thể khinh mạng hay không không thể phải xem nó thành phật để mà lệ kính nó nó có cảm thọ hay không? Có Những năm gần đây chúng tôi thí nghiệm đều rất thành công Chúng ta có thể câu thông với chúng Không những là động vật Còn có cây cỏ hoa lá Nó cũng là chúng sanh Nó cũng vốn là Phật Còn có Sơn Hà Đại Địa Khoáng vật Nó cũng sống đồng Nó không phải là chết rồi dần, dần dần cũng được các nhà khoa học phát minh ra à Tiến sĩ Giang gian bộn tán người Nhật Làm thí nghiệm về nước à, Chứng minh nước biết nhìn Biết nghe Biết hiểu được ý nghĩ của con người Đây là vào đầu thập niên 1990, tôi sống ở Úc Châu. Có một vị đồng học ở trên mạng phát hiện ra tin tức này. Đem tin tức này copy lại cho tôi xem. Tôi xem rồi rất hoan hỷ. Trong Phật pháp lại có một sự việc được chứng minh nữa rồi. Phật pháp thường nói Mười phương quốc độ di trần thế giới Tất cả đều có kiến văn giá trị Chỉ cần có hiện tượng vật chất Nó liền có hiện tượng tinh thần Tinh thần và vật chất vĩnh viễn không tách rời nhau Hơn nữa tinh thần là cơ sở của vật chất Không có tinh thần thì không có vật chất Cho nên E rằng nhỏ như tiểu quan tử rồi nhỏ như trung di tử tức không thể nhỏ hơn nữa nó đều có hiện tượng vật chất đã là hiện tượng vật chất nó liền có thọ tưởng hành thực điều này trong thí nghiệm về nước làm được rất rõ ràng nó có cảm thọ nó cũng có tưởng cho nên nó sẽ biết nhìn, biết nghe Hiểu được ý nghĩ của con người Chúng ta dùng thiện niệm đối đại với nó Kế tình phản ứng của nó vô cùng đẹp đẽ Ý niệm bất thiện đối đại nó Đồ án phản ứng sẽ khó coi Làm mấy mươi ngàn lần thí nghiệm Đều rất hay Tôi có hai lần đến Nhật Bản dự hội thảo, nhưng cơ hội này đi phỏng vấn tiến sĩ Giang Bộ. Trước đây ông ấy không dám động đến tôn giáo, cho rằng tôn giáo là mê tín. Thí nghiệm không dùng những thứ của tôn giáo. Tôi nói với ông ấy, "Tôi nói thí nghiệm này của ông trong kinh Phật đã nói từ xưa rồi." Ông ấy vô cùng kinh ngạc. Tôi nói những gì hiện nay ông phát hiện được Trong Phật giáo có bốn loại hiện tượng Ông mới có một loại Vẫn còn ba loại ông chưa phát hiện Ông ấy nói ba loại nào Tôi nói hiện tại ông chỉ nhìn thấy phản ứng của sắc Ông nhìn thấy rồi, đúng Nhưng âm thanh chưa nghe được Nó có sắc, có thanh, có hương, có vị Vật chất nhỏ bao nhiêu Nó cũng có đầy đủ sắc, thanh, hương, vị ông mới tìm được có một vẫn còn ba thứ tôi nói vẫn còn cách xa lắm sau khi gặp mặt tôi ông ấy đã tiếp nhận tôn giáo cầm những kinh điển tôn giáo và văn tự tôn giáo đi làm thí nghiệm này phản ứng đều vô cùng đẹp lễ kính trong nguyện của phổ hiền khắp pháp giới hư không giới không có gì không kín trong phật pháp thật sự đã làm được thật sự đã thực hiện rồi đối với tất cả mọi người cung kính từ nội tâm phát xuất ra vì sao vậy là đối với tự tánh tất cả chúng sanh đều có tánh đức đều không tách rời tự tánh là tự tánh biến hiện ra cho nên toàn thể vũ trụ và bản thân là mối liên hệ gì là nhất thể không phải một nhà một nhà không phải là một thể là một thể cho nên mỗi ý niệm của chúng ta vật chất này vật chất có ý niệm quý vị cho rằng nó không có ý niệm là sai lầm rồi. Mỗi tế bào đều có ý niệm, mỗi một nguyên tử, mỗi một điện tử, mỗi một lạp tử, mỗi một tiểu quan tử, tất cả đều có thọ tưởng hành thức. Những thọ tưởng hành thức này đều ở đó mà phát ra tia sóng. Mà sóng này vừa phát ra toàn thể vũ trụ đều nhận được. Toàn thể vũ trụ là mạng lưới điện cho nên không có người nào không biết đã là nhất thể làm sao có thể không tôn kính được làm sao có thể đối lập vậy là sai rồi sai làm lớn rồi sự việc này chỉ có phật và bồ tát mới biết được ngày nay chúng ta chưa vào cảnh giới này nhưng đọc nhiều kinh điển rồi từ trong kinh điển mà biết được có sự việc này mà chúng ta trong kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày có thể chứng minh được một phần nào đó nó là thật không phải là giả ví dụ chúng ta câu thông với những động vật nhỏ Tôi ở Úc Châu Trồng rau 10 năm rồi Dường rau của tôi rất lớn Trồng rau Phải câu thông với những con sâu nhỏ Chúng tôi không dùng thuốc trừ sâu Không dùng phân bọn hóa học Sâu nhỏ đừng ăn rau của tôi Vậy phải làm sao Tôi đặc biệt khoanh lại một vụn Sâu nhỏ ở nơi đó cúng dường cho các người Mỗi ngày tôi cũng bón phân Sẽ chăm bón cho nó rất tốt Cho các người ăn Các người chỉ ăn trong phạm vi đó thôi Ngoài phạm vi đó ra Các người nhất định không được động đến Chúng tuân thủ điều kiện Tuân thủ Cư xử còn dễ hơn con người nữa Cây ăn trái Chúng tôi có hơn 30 loại cây ăn trái Dường của tôi rất lớn Diện tích khu vườn của tôi là 28 mẫu anh Nhà cửa chúng tôi không lượng Sân vườn lại rất lớn 28 mẫu anh Bằng khoảng hơn 170 mẫu của Trung Quốc Cho nên vườn rau của chúng tôi mỗi ngày Cúng vườn cho 5-600 người chắc chắn sẽ không thành vấn đề Rau trồng rất tốt Những nông dân gần đó đều đến xem chúng tôi trồng như thế nào Tôi liền nói với họ không dùng thuốc trừ sâu Không dùng phân hóa học Ký hợp đồng với chìm chọc với sâu bỏ rồi Bỏ chúng đều tuân thủ Chúng tôi yêu nó Nó cũng yêu chúng tôi Chúng tôi sống chung cùng quá lợi Tôn trọng lẫn nhau Mười năm rồi Làm rất thành công Làm sao con người và con người không thể sống với nhau còn do chúng ta làm sai thôi à, những như thành tựu này không phải một mình tôi làm được tôi ở malaysia thời gian malaysia làm càng lâu hơn mười mấy năm tôi cũng đem ý niệm này nói cho những vị cư sĩ ở đó nghe họ kinh doanh một giường rau lớn tôi bảo họ làm thí nghiệm Năm đầu tiên 95% bị sao bỏ ăn hết. Rất thê thảm. Tôi liền nói với ông ấy, ông yên tâm ông nhất định không được giết nó, ông yêu thương nó. Năm thứ hai xem xem. Năm thứ hai cũng khá. Con lại được một nửa Vậy có niềm tin rồi Đến năm thứ ba càng ngày để lại càng nhiều Lúc tôi đến xem là năm thứ sáu Lúc đi xem vào năm thứ sáu Sâu bò ăn rau của ông ấy khoảng 5% Còn 95% để lại cho ông ấy Tôi nói ông thành công rồi Ông ấy không nói điều kiện với sâu bò Nó không hợp tác sau đó cũng học chúng tôi Khoanh một đám cúng dường chúng Quý vị sẽ nhìn thấy rất rõ Có người nên có tình thương Năm trước Ở Trung Quốc Đại Luật Cư sĩ Tế Ở Sơn Đông ở huyện Khánh Dân Ông ấy mua một miếng đất 400 mẫu Chuẩn bị xây cất đảo tràng Đất đó là đất nông nghiệp Đất canh tá Bởi vì xây dựng không nhanh chóng Nên trồng lúa mạch 400 mẫu trồng lúa mạch Lúc gần thu hoạch Bỗng nhiên bị nạn sâu bọ trong ruộng đều là sâu bỏ rất nhiều người đều khuyên bà ấy nhất định phải phun thuốc trừ sâu nếu không bốn mẫu lúa mạch này toàn bộ sẽ mất sạch bà ấy gọi điện cho tôi tôi liền nói với bà ấy sự việc này bà nên bàn bạc với thầy thái và những người khác xem xử lý như thế nào Bà ấy cũng đã rõ rồi Quyết tâm Không phun thuốc trừ sâu Tên nguyện cúng dường tất cả 400 mẫu Cho những loài sâu bò đó Tôi không cần nữa Tôi cũng không giết con sâu nào Ngày thứ hai Dẫn theo một đoàn người đến ruộng lúa mạch Để niệm A-di-đà-phật mọi người đứng vòng quanh ruộng lúa mạt niệm A Di Đà Phật. Một trận mưa nhỏ thêm một làn gió đến thì một con sâu nhỏ cũng không còn. Những nông dân nhìn thấy vô cùng kinh ngạc. Được mùa, được mùa lớn, cho nên không được có tâm giết hại một chúng sanh nào. Tâm từ bi của quý vị chúng sẽ cảm nhận được. Đây đều là hiện thân thuyết pháp Là thật không phải giả Bà ấy có quay phim in thành đĩa VCD Đem lưu thông ra ngoài Vì sao phải giết sâu bọ Phải giết nhiều sinh mạng như vậy Ngày nay trên thế giới tai nạn nhiều như vậy Từ đâu mà đến Từ sát sanh mà đến Rất đáng sợ Mỗi ngày giết nhiều ít mỗi ngày giết bao nhiêu người quý vị có biết không tôi xem bản tư liệu của một vị cư sĩ viết cho tôi phá thai nhân số bao nhiêu một năm năm mươi triệu Hai năm là một trăm triệu Vậy không ghê rồi sao Những người này oan oan tương báo Không dừng không dứt Đây đều là căn nguyên của thiên tai Giết người, giết chúng sanh chúng ta tiếp xúc những động vật này động vật không sợ vì sao vậy không có sát khí người ăn thịt sát sanh họ có sát khí động vật nhìn thấy họ liền chạy cho nên sát đạo dâm vọng là tội nghi Làm những việc này Đối với thân thể chính mình Mang đến rất nhiều bệnh tật Đối với nơi mình cư trú Mang đến thiên tai Vì vậy Bà Đen Lớn tiếng Kêu gọi Khuyên người bỏ ác làm thiện Cái tà quy chánh Đoan chánh tâm niệm Khởi tâm động niệm Đều là thiện niệm Tiêu chuẩn của văn hóa truyền thống Trung của Là nhân, ừ, ý, nghĩa, lễ, trí tính Ý niệm Trái với năm đức này Nhất định không đồng đến Gọi là đoan chánh tâm niệm Trong Phật Pháp chính là năm dương Không sát sanh Không trộm cắp Không tà hành Không giọng ngữ Không uống rượu Năm đức này dùng tiêu chuẩn này để đoan chánh tâm niệm học phật bồ tát đại từ đại bi thương yêu tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh không nên tàn sát chúng sanh đây là điều thứ nhất thứ hai là hiểu rõ công đức lớn lao của pháp tạng vì giúp hành giả Khởi tâm chân thật Rộng hành phương tiện Đủ hạnh Bồ Tát Ở trước phát nguyện Phát nguyện phải có hành động Tỳ kheo pháp tạng phát 48 nguyện Dùng thời gian năm chiếc Mới làm được Thực hành rồi Nguyện nguyện đều làm được Chúng ta gọi là bổ nguyện công đức Công đức là gì? Công đức là tu hành năm kiếp Lời Ngài nói hoàn toàn đều làm được rồi Không có câu nào không thực hiện Thì với cực lạc thành tựu như thế nào? Là thành tựu công đức của 48 nguyện Sự thành tựu này là tự nhiên Thế giới cực là không có ai vẽ ra cả Không có ai thiết kế Cũng không có người thi công Là hình thành tự nhiên Có thể không? Có thể Vì sao vậy? Giống như sự việc này Những thứ hình thành tự nhiên rất nhiều Thiên đường là hình thành tự nhiên địa ngục cũng hình thành tự nhiên thiên đường là công đức thiện địa ngục là tội nghiệp á những ví dụ này nhiều vô số kể đều không phải là giả ở đây làm cho chúng ta hiểu rõ ở đây phật nói cho chúng ta rất nhiều công đức rộng lớn của pháp tạng không có thứ gì không phải là đang dạy học vậy những hành giả chúng ta khởi tâm chân thật tâm chân thật chính là tâm bồ đề cơ xử với người khác phải dùng chân tâm không nên dối trá đều giả dạ không nên sợ người lừa dối mình nếu như nói luôn luôn đề phòng người khác lừa dối mình mình sẽ chịu thiệt mình sẽ mắc lừa phật pháp như vậy sẽ tu không thành nếu có tâm như thế nào họ lừa tôi tôi không lừa họ họ hủy bán tôi tôi không hủy bán họ họ hãm hại tôi tôi không hãm hại họ vì sao vậy họ làm việc lục đạo luân hồi tôi phải thành phật tôi thành phật mà còn lục đạo luân hồi như họ vậy vậy thì thành phật không được rồi nên phải khác họ còn làm việc luân hồi lục đạo không làm nữa Phật ở trong kinh Bát Nhã nói với chúng ta tam có hình tướng đều là hư vọng Hiểu được đạo lý này quý vị sẽ không chịu thiệt nữa Quý vị sẽ không mắc lừa nữa Vì sao vậy? Nó là giả không phải thật Họ tạo nghiệp tôi không tạo nghiệp Đó chính là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi thấy quý vị vẫn còn làm sai sự việc Tôi hiện tại giác ngộ rồi Không làm việc sai trái nữa Mỗi ngày đọc kinh là tiếp xúc với Phật Ngày ngày tiếp thu lời giáo huấn của Phật Quý vị làm sao mà có sai lầm được Tôi học Phật 60 năm 10 năm đầu có lúc còn xem tivi còn đọc báo, 50 năm nay chưa từng xem tivi, chưa từng đọc đến báo chí. Thế duyên đều đoán tuyệt rồi. Tôi ở Malaysia. Một hôm, Mahathir hỏi tôi, ông ấy nói ngài đã đoạn tuyệt toàn bộ với truyền thông rồi có rất nhiều tin tức quan trọng ngài làm sao mà biết được tôi nói có mấy người tốt bụng đem những tin tức rất quan trọng này từ trên mạng internet tải xuống giai đoạn đem đến cho tôi xem cho nên việc lớn tôi đều biết được việc nhỏ tôi không biết à. Không phải tôi cần biết Với tôi không có liên quan gì Tôi không cần biết Họ đưa đến cho tôi là những thứ gì Hơn một nửa là thiên tai Quý vị xem tháng này Tháng này thiên tai dựa qua hơn 200 lần Tôi ở đây có những tin tức này Phần này Chính là các đồng học Đem tin tức đến cho tôi Tôi liền xem đề mục Không có nội dung Tức chỉ xem tiêu đề Tháng 3 Có 80 lần Tháng 4 59 lần Tháng 5 có 67 lần Tháng 6 có 155 lần Tháng 7 có 176 lần Tháng này là tháng 8 Dựa qua hơn 200 lần Không phải là việc tốt Quý vị xem thiên tai trên toàn thế giới Những thiên tai lớn Nó mỗi tháng đều tăng lên Tần suất đều tăng lên Mà thiên tai lần sau lại nghiêm trọng hơn lần trước Đây là cảnh báo của trời cao chúng ta ứng đối như thế nào phật dạy cho chúng ta đoàn ác tu thiện cái tà quy chăng những hướng chuyên niệm a di đà phật là đèn nói đoan chánh tâm niệm đoan chánh tâm niệm tốt nhất là a di đà phật Lúc tôi còn trẻ Lúc học Phật Thầy giáo thường thường hướng dẫn tôi đổi tâm Đổi tâm như thế nào? Đem những thứ vọng tưởng Tạp niệm ở trong tâm Đều buông bỏ hết Đặt A-di-đà Phật vào trong tâm Tâm này tức là đoan chánh Tâm niệm liền đoan chánh Niệm niệm là A-di-đà Phật A à, di đà phật nghĩa là gì trong bộ kinh này đã giới thiệu vô cùng tường tận kinh lão cư sĩ hạ liên cư hội tập là tập đại thành của năm loại bản dịch gốc chú giải lão cư sĩ hoàn niệm tổ hội tập Trích dẫn kinh luận 83 loại Chữ sở trước thuộc của Tổ sư Đại Đức 101 loại Còn có những chú dạy của những Đại Đức nước ngoài Tổng cộng trích dẫn 193 loại đây là Tin hoa trong Phật Pháp Đại Thừa Đều nằm trong bản kinh này Có được thật không dễ dàng Nhất định phải trần quý Nghiêm túc học tập y giáo phụng hành Chắc chắn giúp quý vị Phá mê khai ngộ Giúp quý vị Đoạn nghi sanh tính Chúng ta trong cuộc đời này Sẽ đạt được sự thành tựu rất viên mạng Ngày tháng chúng ta trải qua vô cùng phong phú Thật là an vui vô cùng Một ngày cũng không được uổng phí Chúng ta mỗi ngày học 4 tiếng đồng hồ Tôi giảng 4 tiếng đồng hồ Tôi mỗi ngày đọc 4 tiếng đồng hồ Ngày ngày không xa rời Phật Bồ Tát Xa rời Phật Bồ Tát Thì xin phiền nào liền bị đọa lạc Thế giới này Sức mạnh mê hoặc rất lớn Mê hoặc của danh lợi Mê hoặc của tiền tài thì Rất ghê gớm Sức mạnh rất lớn chỉ có ngày ngày cùng với Phật Mới có thể giữ gìn được Đến thế giới cực lạc liền được đại tự tại Chúng ta có tính tâm Có chắc chắn Nhất định có thể mãn nguyện Đây là muốn chúng ta sanh tâm chân thành Đối nhân sự thì không sợ chịu thiệt Không sợ mắc lừa Chịu thiệt mắc lừa rồi Chúng ta nghĩ như thế nào Là tiêu nghiệp chứ Việc tốt Chúng ta ngày ngày sám hối Sáng trừ nghiệp chướng Tức tiêu nghiệp chướng Đối với người lừa dối chúng ta Người tổn thương chúng ta Chúng ta đều làm bài vị Cúng dường hồi hướng cho họ vì sao vậy họ làm những sự việc này để tổn thương chúng ta làm cho cảnh giới chúng ta càng được nâng cao là ân nhân không phải là kẻ thù quý vị nhận thức họ một cách rõ ràng giống như, như chúng ta lúc đang là học sinh những người này đến khảo thầy giáo đến khảo tôi thông qua rồi họ tổn thương đối với tôi tôi không oán hận họ tôi không báo thù đó tức là tôi thông qua rồi thuận lợi thông qua rồi tôi cũng có thể giống như phật bồ tát vậy họ đối với tôi tốt tôi, tôi cảm kích họ tôi đối không có lưu luyện không có tham luyện đều đến thử thách tôi Cảnh thuận Hiện duyên Xem quý vị có tham luyện Có khởi tâm tham không Nghe cảnh ác duyên Xem quý vị có còn Sanh tâm sân nhuế hay không Phải đem những thứ thất tình ngũ dục này Ngay trong cuộc sống hàng ngày Xóa cho sạch sẽ Xóa cho bằng phản hết làm cho tâm chúng ta trở về với thanh tịnh bình đẳng giác Vậy là thanh tựu rồi Phải ngày ngày làm Ngày ngày tiếp thu sự khích lệ của Phật Bồ Tát Ngày ngày tiếp thu lời dạo quận của Phật Bồ Tát Tự nhiên tiến bộ lúc nào không hay Mỗi năm đều tiến bộ Mỗi tháng đều tiến bộ <laughs> Làm sao mà không quan hỷ được Quán hành phương tiện mãn phổ hiện hành Phương tiện ở đây là tự hành lợi tha Giúp chúng sanh trưởng thành Giúp cảnh giới của bản thân hướng thượng nâng cao Cũng giúp người khác thật sự tin tưởng Điều này rất quan trọng hiện tại học phật chúng ta nhìn thấy có rất nhiều điều không như pháp kinh giáo dứt hết mà đi học ở đâu đâu lúc tôi mới học phật đại sư chương gia nói với tôi lúc đó tôi chưa xuất gia phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức lời này nói rất hay Lúc tôi ở Singapore Có một hôm cùng dùng cơm với Tổng thống Nathan Tôi ngồi chung với ông ấy Ông ấy nói với tôi Ông ấy là người Ấn Độ Là Ấn Độ giáo Là tín đồ Hindu giáo Ông ta nói ông ấy rất khâm phục nhất là Phật giáo Phật giáo trọng thực chất không trọng hình thức Giống như Đại sư Chương Gia từng nói vậy Tôi nói Ông là người trong ngành Không phải là người ngoài ngành Lời này tôi chưa từng nghe người nào nói qua Chỉ là năm 60 năm trước Đại, Đại sư Trương Gia Từng nói qua với tôi Rồi không còn nghe ai nói nữa Ông ấy có thể nói ra được Đích thực Chúng ta phải coi trọng thực chất phải thực làm trên hình thức sao cũng được trên hình thức là nhân duyên không quan trọng quan trọng là bản thân thực làm thực học phân tích Ni là hình mẫu của chúng ta là mô phạm của chúng ta chúng ta phải học cho được như ngài vậy cho nên năm xưa Ngài còn tài thí Sau khi khai ngộ liền giảng kinh dạy học 79 tuổi viên tịch Giảng kinh 49 năm Chúng ta muốn học Phật thì phải học Ngài Ngài một đời giảng kinh Chúng ta cũng phát nguyện một đời giảng kinh Tôi học kinh giáo 7 năm mới xuất gia Vừa xuất gia đã bắt đầu dạy ở Phật học viện Bắt đầu giảng kinh Năm tôi 33 tuổi bắt đầu giảng kinh Đến năm nay đã tròn 53 năm rồi Học Phật 60 năm rồi Giảng kinh 53 năm Tôi học Phật năm thứ bảy Thì xuất gia bắt đầu giảng kinh 53 năm chưa hề gián đoạn Cái gì cũng không cần nữa Cái gì cũng không liên quan gì đến tôi Tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 Ở Australia Quý vị nhìn bên kia Đều là Australia tặng cho tôi những học gì Tôi nói với những vị hiệu trưởng này Tôi nói những thứ này với tôi chẳng có ích gì Nhưng họ nhất định tặng tôi Tôi nói vì sao vậy Muốn tôi thay mặt hiệu trưởng tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc Đây là một việc tốt Vì thế giới hòa bình mà làm một chút công việc Cho nên tôi tham gia mười mấy lần rồi Liên Hiệp Quốc mời phải là chuyên gia học giả Họ nói không mời hòa thượng à, Cho nên cần phải có học vị Phải có học hàm giáo sư Cho chúng ta thì Liên Hiệp Quốc đang làm một số việc Tôi cảm nhận sâu sắc những người tham gia hội nghị đều có tâm từ bi Đều vô cùng hiếm có Tôi rất tôn kính Nhưng tìm không ra phương pháp Chúng tôi nêu ra những điều trong Kinh Phật nói Những điều mà văn quá truyền thống nói Họ nghe xong vô cùng quan hỷ Nghe những điều chưa từng nghe Những thứ này trước nay chưa có ai từng nói qua nhưng sau khi hội nghị kết thúc Lúc nói chuyện ăn cơm Họ nói Pháp sư ngài nói chuyện rất hay Đây là lý tưởng Làm không được Điều này dán một đoàn vào đầu tôi Vấn đề này rất nghiêm trọng Vì sao vậy? Khủng hoảng về lòng tin Đối với những thứ của cổ thánh tiên hiền Họ không tin Đối với kinh điển Phật giáo Họ không tin nghe ra rất là hay nhưng không tin cho rằng là lý tưởng không phải là sự thật điều này làm tôi bất đắc dĩ nhất định phải làm thí nghiệm tìm một thị trấn nhỏ để làm thí nghiệm thí nghiệm này là đức của tổ tông tam bảo gia trì tôi làm thành công rồi Cư dân trong thị trấn nhỏ Người người đều hồi đầu rồi Đem đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp Đều có thể thực hiện Đều có thể làm được Làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc Chúng tôi làm thí nghiệm Dự tin cũng phải mất 2 đến 3 năm Mới có thể thấy được thành tích Không ngờ chưa đến 4 tháng Sự việc này chúng tôi ở Pháp Tổng bộ tổ chức giáo khoa văn của Liên Hiệp Quốc Làm báo cáo 8 tiếng đồng hồ Rất tỉ mỉ để giải thích cho mọi người Còn làm 3 ngày triển lãm hiệu quả rất lớn Đại biểu đặc phái viên của 192 quốc gia Đều muốn đến thang trì Để khảo sát, tham quan, Đối với toàn thể thế giới sản sinh những ảnh hưởng Đây là việc tốt Làm cho mọi người nhận thức là văn hóa truyền thông Nhận thức Phật Pháp Đại Thừa có thể giải quyết vấn đề Lời này Đầu tiên là Tiến sĩ than Ân Tỷ người Anh nói Ông ấy nói giải quyết vấn đề xã hội trong thế kỷ thứ 21 Chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa Đây là lời ông ấy nói ông nói không sai tí nào ngày nay chúng ta làm thí nghiệm cho mọi người thấy ngày nay xã hội động loạn vấn đề nảy sinh rất nhiều dùng đạo lý của khổng mạnh dùng phật học đại thừa đích thực có thể giải quyết không giả dối tí nào Vì sao vậy? Xã hội ngày nay nói chung lòng người hư rồi Không phải vấn đề của người khác Luân lý đạo đức hoàn toàn không còn nữa Nhân quả không còn nữa Ngày xưa Người phương Đông tin tưởng Thánh Hiền Người phương Tây tin tưởng Thượng Địa hiện nay thượng đế cũng không còn nữa không tin tưởng thượng đế không tin tưởng tôn giáo năm ngoái tôi đi thăm vatican gặp mặt giáo hoàng ông phải một hồng y giáo chủ đào viên thảo luận với chúng tôi một số vấn đề hồng y đào viên nói với chúng tôi căn cứ theo những thống kê của ông ấy trên toàn thế giới số người tín ngưỡng tôn giáo ngày càng đi xuống tức ngày càng ít ông ấy rất lo lắng nếu như cứ tiếp tục như vậy sau hai ba mươi năm nữa tôn giáo có thể sẽ không còn trên thế giới này đây là vấn đề lớn lúc đó tôi báo cáo với ông ý bởi vì chúng tôi phỏng vấn riêng rẽ đặc biệt là phỏng vấn ông ý chúng tôi đã tổ chức giao lưu tổ chức hai lần một lần khoảng hai ba tiếng đồng hồ Chúng tôi đã có 5-6 tiếng đồng hồ để thảo luận vấn đề này Tôi nói với ông ấy Ban đầu mô và giê xu mô mét Phật Thích ca Mâu ni Họ là những vị sáng giáo Vì sao có nhiều người tin tưởng như vậy? Vì sao có nhiều người truyền thừa phát huy rộng rãi như vậy cho đến ngày nay? Nguyên nhân là gì? là dạy học Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học 49 năm Mohammed dạy học 27 năm Giêsu dạy học 3 năm Bị người hại chết Moshi dạy học tôi tin cũng có khoảng hơn 20 năm Dạy học quan trọng quý vị xem xem bộ kinh điển nào quý vị xem trong kinh viết đều không phải là thần tiên tri sao họ đang giả hóa chúng sanh không vậy không được nếu như tôn giáo dứt bỏ giáo dục chỉ làm những việc cầu nguyện những nghi thức này người hiện đại tin tưởng khoa học quý vị lại đi làm việc mê tín họ không tin tưởng cho nên tôi liền đề xuất tôn giáo tất cả tôn giáo đều phải trở về giữ giáo dục những nghi tức cầu nguyện này có thể bảo lưu làm việc phụ không phải là chính quy việc chính quy nhất định phải giáo dục phải dạy người cho tốt vấn đề mới có thể giải quyết năm nay tôi lại nhận được lời mời của giáo hoàng chúng tôi hy vọng đem những cách nghĩ cách nhìn này giới thiệu để thực hiện đây đều là có ích cho việc đoàn chẳng tâm niệm có ích cho việc Quá giải thiên tai Giúp cho xã hội này Quá giải xung đột số tiên an định hòa bình Đây đều thuộc về quản hành phương tiện Mãn phổ hiện hành thứ ba là thứ mình cực lạc y bao chanh bảo trang nghiêm ở đây phật thích ca mâu ni giới thiệu cho chúng ta về thế giới cực lạc tây phương ngày nay chúng ta mới hoàn toàn hiểu rõ thế giới tây phương cực lạc là gì là một trường học là một đại học phật giáo a di đà phật là hiệu trưởng đến nơi đó để cầu học bởi vì trong lời giới thiệu không có giới thiệu quốc gia này quốc dương là ai thượng đế là ai thủ tướng là ai không có cũng không giới thiệu quốc gia này có bao nhiêu thành phố Tình hình sinh hoạt tất cả đều không có Chúng ta xem như thế nào? Xem đi xem lại thì thế giới cực lạc chỉ có hai hạng người Một là thầy giáo, một là học sinh Học sinh đích thực chỉ làm ba bậc Giống như có nghiên cứu sinh, có sinh viên đại học có lớp chuyên ban Nó có ba bậc Thượng đẳng là Pháp thân Bồ Tát Trước đây chúng ta đọc đến rồi Những vị Bồ Tát đó Đến thế giới cực lạ Rất nhiều, rất nhiều Họ đến để học ở viện nghiên cứu Thứ nữa là tiểu hạnh cũng chính là a la hán bích chi phật giống như thế giới chúng ta là thanh văn duyên giá bồ tát phật trong mười pháp giới bốn hạng người này xin cõi phương tiện hữu dư đó là trung đẳng hạng như chúng ta phàm phu cũng có thể giảng sanh sanh ở đâu sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Chúng ta đến bên đó bắt đầu từ đầu Học sinh có cấp bậc Nếu như từ trong Kinh Hoa Nghi mà nói Đó chính là 51 cấp bậc Hợp tính Hợp trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng gia Học trò 51 thứ bậc này tất cả đều có hơn nữa Học trò của mỗi cấp bậc đều là Vô lượng vô biên Phật A-di-đà chủ trì sự giáo dục này Mười phương chư Phật Tạng thang Hơn nữa mười phương chư Phật Thường đến thế giới cực lạ Để lên lớp Để dạy học Cho nên Hiệu trưởng là Phật Giáo thọ cũng là Phật Đều là chư Phật Trường học này đến đâu để tìm được Quý vị tu học ở nơi này Có lý gì mà không thành tựu Vì vậy giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạ Không phải là gì khác Là để cầu học Phật ngữ trong nhà Phật gọi là giảng sanh Cách nói hiện nay là di dân Chúng ta di dân đến thế giới cực lạc là... là để cầu học Chứ không phải là để hưởng thụ Khuôn viên trường học môi trường vô cùng tốt Nếu như là luyến mộ muốn đến đó mà hưởng phước Người này đi không được Vì sao vậy? Vì không tương đồng với tôn chỉ dạy học của họ Thế nên nhất định phải biết Để nơi đó là để học tập Tốt nghiệp rồi là thành Phật Lúc nào tốt nghiệp Mỗi người đều không nhất định à, Quý vị nếu như giọng mạnh tinh tấn Thời gian quý vị học tập sẽ rút ngắn lại đúng. Quý vị sẽ nhanh chóng hướng thượng đi lên đúng. Quý vị sẽ nhanh chóng thành tựu à, Nếu như căng tánh độn hơn một chút Giải đãi hơn đúng. Họ sẽ không ở lại đúng. Họ không bị thoái chuyển Dần dần từng bước từng bước đi lên Nói cách khác Đến thế giới Tây Phương cực lạc Bảo đảm quý vị thành Phật Bảo đảm quý vị sẽ viên mạng Trường học này rất là hiếm có Vị linh hành giả sanh quyết định tâm Hạ tâm quyết định Tôi một đời này làm gì Đời này sẽ chuẩn bị đầy đủ những điều kiện Để tôi đến thế giới cực lạc Nếu như Đại Phạm Thiên Dương muốn nhường ngôi cho quý vị Mời quý vị làm Đại Phạm Thiên Dương Quý vị sẽ có động tâm hay không? Quý vị động tâm là giảng sanh không được rồi Đại Phạm Thiên Dương chưa ra khỏi lục đạo Mời quý vị đi làm Ma Hê Thủ La Thiên Dương Đó là Thiên Dương của gọi Tứ Thiền Thiên Đều không thể làm Không bằng đến thế giới cực lạc để làm Phật Quý vị làm Phật trở lại nữa là Thân phận thầy giáo Ma Hê Thủ La Thiên Dương cũng là học trò Đại Phạm Thiên Dương cũng là học trò Học trò quan nghênh thầy giáo Đến đó giảng kinh dạy học Phổ độ chúng sanh Họ đến làm hộ pháp Nhất định phải luôn luôn nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni Ngay cả ngôi vị quốc dương Ngài đều bỏ đi không cần nữa Vinh hoa phủ quý tất cả đều không dính đến Năm xưa tại thì trong kinh có ghi chỉ, 16 đại quốc dương Đều là học trò của Phật Ngài một đời không có đảo tràng Nếu như kiến lập đạo tràng thì dễ dàng quá Vì quốc dương nào cũng có thể cúng dương được Ngài không cần sống cuộc đời du mục Không có nơi ở cố định Ngày ăn một bữa đêm ngủ dưới gốc cây Ngài vì sao vậy? Làm để cho người sao thấy Xả, phải xả đến cùng Phải xả cho sạch sẽ Quý vị thật sự không còn vướng bận gì nữa còn chưa sạch sẽ thì khó Đã... Khó ở đâu Dễ dàng bị thoái chuyển Đây là điều khó lớn nhất Vì sao vậy Không ngăn được sự mê hoặc Sự mê hoặc của tiếng tâm Lợi dưỡng trong xã hội này Mê hoặc của ngũ dục Tài sắc danh thợ thùy Sức mạnh mê hoặc quá mạnh Người xuất gia cũng không tránh khỏi Quý vị có thể tránh được không? Tôi một đời này Nếu như một tuần lễ không đọc kinh Tôi cũng không dám bảo đảm Tập khí phiền não bên trong Cám dỗ mạnh mẽ bên ngoài Tôi suốt đời này dùng phương pháp Mà đối với tôi rất có hiệu quả Đó là ngày ngày không xa rời kinh điển Một ngày ít nhất Cũng đọc kinh 4 tiếng đồng hồ Những thứ khác tôi đều không xem Lúc không đọc kinh thì niệm Phật Chỉ một phương hướng Chỉ một mục tiêu Một phương hướng là thế giới cực lạc Một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà Tất cả đều giao cho Phật A-di-đà Lúc nào thích hợp để cho tôi đi Ngài sẽ hiện thân đến đón tôi Còn chưa đến tôi liền hiểu được Dường như còn muốn tôi ở lại đây biểu pháp Làm gương cho người khác xem Còn đem bộ kinh này lưu truyền lại Bộ kinh này giảng xong rồi Phần sau không nhiều nữa Nhậm tin có thể không cần đến 100 tiếng đồng hồ nữa Thì có thể giảng xong rồi Giảng xong rồi chúng tôi sẽ giảng lại lần thứ hai Vẫn giảng bộ kinh này Biểu Pháp Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Từ xưa đến nay đây là bí quyết duy nhất để thế gian xuân thế gian Làm việc học dẫn Thành tựu đạo nghiệp Không phân tâm Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Một bộ kinh thông rồi Các bộ khác đều thông Không những Phật Pháp thông rồi Mà tất cả những tôn giáo khác cũng thông Không những tôn giáo thông rồi Mà tất cả Pháp thế gian đều thông hết đây gọi là trí tuệ chân thật Khác với tri thức Tri thức không thể một thứ thông thì thông tất cả Tâm tánh đã thông thì thông tất cả Phật môn tám dạng bốn ngàn pháp môn Mỗi một pháp môn mục tiêu cuối cùng là Minh tâm kiên tành Phải minh tâm kiên tành mới thật sự có thể thông Tâm tánh không sáng tức không thể thông Chí thành hồi hướng Nhập vào cảnh giới bất đọa nghi thành Điều này trước đây chúng ta đã nói qua Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam mô A Di Đà Phật